Anh kia, mấy giờ rồi không? Mày làm gì đấy? Dạ con đang cần đi cho sếp. Đúng không? Thằng Liên này, sếp nào của mày? Sếp tụng em TV đó bố. Bữa nay em đi mới, hát hay lắm. Mày sẽ, đâu đưa xem nào. Hãy trao cho anh này bố. Ôi giời ôi, ba cái nhạc này nghe gì? Nghe nhạc trữ tình với Bolero không hay mấy trăm lần nhạc này à. Nhưng mà bố không biết hát đó nên mới bảo nó không hay thôi. Cái gì? Mày khinh được bố mày à? Mày bật lên hát cho mày nghe. Nhưng mà micro nhà mình hư rồi mà bố. Tao mới mua con cái micro không dây. Cái gì mà bị đã sao vậy? À SE65, tao để trong tủ ấy. Mày vô lấy tao hát cho mày nghe. Này nha, cái micro này hát hay gấp mấy trăm lần. Sếp của mày đây. Nè, bố cứ hát thử đi. Đưa đây. Tao khinh bố mày à. Ngồi xuống đi, hát cho mày nghe. Bóng mày đôi thể vụt qua nơi đây. Một đời miên man lối về, chẳng thể tìm thấy lối về. Nhiều nháy mắt đôi môi. Dừng lại đi bố ơi. Micro không dây SE65 hát hay như Sơn Tùng MTV. À không, hát gần hay như Sơn Tùng MTV thôi.